Cầu dữ hả? Nào. Thấy kinh đó. Nó qua nó hốt chạy vậy đó. Không có câu. Dù. Nó không dính hả? Đâu cá chê chê trắng ơi ơi. Hello, xin chào cả nhà nhóm săn bắt ẩm thực đồng bằng. Xin chào cả nhà, chúc cả nhà có một ngày mới vui khỏe, an lành và may mắn. Vâng, hôm nay cũng là dịp cuối tuần thì nhóm săn bắt ẩm thực đồng bằng đi kích cá nha cả nhà, đồng thời dỡ cái đống trà nha. Cái đống trà hôm nay chắc cũng được cả tuần lễ nè, hôm nay mình đi dỡ để mình review lại cho cả nhà xem nha. Chắc cũng cá thì không biết, không nói trước được điều gì nha cả nhà, nhưng mà chắc cũng có một số nha cả nhà. Nãy thấy chớp chớp á, thì cũng có hen không nổi. Đây đây còn cá lóc không? Không có. Ôi ôi, quá trời rồi. Đứng vậy cho dít cao lên. Đứng vậy đen cho nó dục. Để đủ nó xong mà. Má lên nó cạn quá trời. Lên cái bún nè. Ừ. Ngọn cá cho nó cục cục biên biên. Thầy dễ bắt. Chịu về tao đi tao mới hay đó. Tao mới chịu 2 giờ tao đi qua đi đám đó. Tao tránh tao dĩa. Hay đâu. Ai cho hay đâu. Tao mấy ngàn phút nói tao mới biết. Chôn hai mấy vụ qua tao đi tới nghĩa địa tránh nè. Chôn tránh. Nhưng mà anh con kiếm quát 8 giờ chết rồi mà ở bển điện trong tay hay rồi đó, mà sáng mà ổng còn bấm điện thoại ổng còn quên đó. Rồi nhờ mình Thành vô nhắc cái em mới nhớ. Bị gì? Ngậu quá chết. Bệnh. Bệnh nhảy nước tốt luôn rồi đi luôn. Quá, thời hồ không mấy chục năm. Cái thời hồ. Yeah.
câu rồi, đủ, để nghe nó chạy, nó chạy, nó chạy không ngừng. Câu phi lên dũng thì dữ chứ. Mẹ bạc giá không dính à. Không giờ không lên, bạc giá chặn không lên. Đầu nó dồn vô kìa. Mò cũng rồi, liệt mò cũng rồi. Đây chúng ta mò cha. Chúng chạy vô trong bọng chạy chổng luôn. Nãy quên lấy cái đồ bắt cá. Thiệt đưa vô mấy thiệt này đưa vô sâu nó không có điện. Ngộ đó. Ngộ hả? Ừ. Để mà vậy là có cá lóc là giọt tự động giọt ra. Mà mấy xịt kia là đồ má mà để càng lâu ở đây chỗ tình kia. Ừ. Lần cận cho đó đó. Mình vừa từ ăn guppy cũng không ăn gì nữa khác. Đó. Cá tre gì đó Phúc. Vô tay cái chị con này á. Thấy không, mày kêu chích nhẹ nó chích cho mình mày đậu quá. Có cái gì lẩm chép á. Vô hơi ớm. Đâu quá, ở đây gì có cách gặp hả? Chuyện cá vô non không Phúc? Nhỏ quá. Đó, nghe như vậy đó. Chọn mấy cái hàng đó. Chết luôn. Không cá chứ. Chưa bụng đứng lên hả? Chắc mấy được mấy ngày mới mấy ngày hả? Chắc có nửa tháng nó lên chứ. Em gái miền Tây nha, cả nhà cặp cá chê sáo hồng nha. À, cái gì cặp cá chê hả? Ở giữa nhà mình với nhà không nha, cả nhà. Bác Bà Thức nha, cái tiệm cá hào này đang mắc nhãn thì giờ liên hệ nha, bác Bà Thức nha. Cầu Bà Thức nha. Xã Tân Phú Đông. Kéo lưới lên nha cả nhà. Cả nhà. Để chài ra là lụm đó nha. Cá gì ta đi dục đó nhảy nhảy ta. Con gì hả? Đồng.
Đang coi giá trà tới gì không lộn. Cái gì? Chính thao. Con gì? Cái chốt. Không có hả? Đó đã đụng với đó là trên tay nó nhoi. Không có giả chỉ lắm nhiều hả? Ở đâu? Cái dèo này mua ngoài chợ hả vậy? Cái dèo này mua ngoài chợ hả vậy? Qua là không qua là dùng mua đó. Ngang nhiêu ngày ở nhiêu hả? 350 ngàn. Vì ngang nhiêu vậy nhiêu? 3 năm cao là 2. Khoảng vừa dài lại hả? Phát dở cái... Phát dài dưới rồi. Dưới giờ nó đùa lại. Dưới gần, dây trên về giờ lên cái cho nó cao, cái ngấp trong dèo nhóc nha cả nhà, chỉnh cái ngấp trong dèo nhóc nha. Cuối cái này mình tháo cái gì gái nha.
Giờ phút quan trọng nha. Đâm cái gì hoài phút? Cá đâu kìa? Cống chỗ đó đó hả? Gạn nha. Không có cá hô đất nào mà 5-7 kg để nhảy lên coi. Đó, cá chạch thôi vậy. Ừ. Cái này cái gì hả? Ổi hả? Nhánh tre ngon rồi. Phái ở lắm. Đó, cao lên nha. Trời ơi. Đâu 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 đâu. Đâu? Cá chê. Chê trắng. Ơi ơi. Nó đứng nó ngồi nó gần đó. Ừ. Sói rồi đó cả nhà ơi. Có nó không? Không. Đó. Thôi giời đâu kiến. Giật giơ tay còn giúp kìa cái tay này. Này con cá lóc có thấy không? Lóc nó ra ngoài dễ vậy. Lỡ lấy cái vỏ dùm con đập. Chút vô mẹ luôn đi. Chút vô cái chút cái đó chút. Cầm vỏ đấy. Để cây này nè để khỏi dính nước rồi. Cái bụi đó. Nhìn tay rồi đấy. Hãy
Cái chê nãy làm một nấm rồi. Chê đã nướng nè. Cho mắm gần nè. Nó nhỏ lên. Ủa con ếch, con ếch nó nhảy kìa. Rồi luôn. Mẹ ơi. Có ếch nó nhảy ra ngoài luôn, chui luôn rồi. Cá sặc nhất trơn mà nó không vô chà nha. Có không? Cả đây nha cả nhà. Nhóm săn bắt ẩm thực đồng bằng xin tạm dừng clip đây cho cả nhà. Cả nhà xem thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ nhóm nha cả nhà. Để kênh này càng phát triển tốt cho cả nhà.